Rồi, xong chúng con xin thỉnh sư cho công bài pháp tội ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học một bài kinh rất là đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì nghe trong cái tựa kinh ấy là mình thấy ở đó có một cái vấn đề rất là lớn, đó là căn bản của pháp môn. Gọi là Sabbamoola Priya, đó là nền tảng cho phẩm hạnh, nền tảng cho tất cả mọi công phu tu tập của mình. Chúng ta biết rằng là con đường giải thoát ấy phải là Bát Chánh Đạo, phải là Bát Chánh Đạo. Tứ niệm xứ là cái sự thực tập đời sống theo tinh thần Bát Chánh Đạo. Cái tên ấy thì đúng là tứ niệm xứ, nhưng mà cái nội dung là Bát Chánh Đạo. Và cái đầu tiên là cái đó là chính kiến, cái nhận thức, cái đó quan trọng lắm. Cái trình độ nó dẫn đến thái độ, thái độ đây là thái độ sống, thái độ hành động, thái độ phản ứng. Cái trình độ tức là cái nhận thức, cái đó rất là quan trọng, được gọi là căn bản pháp môn là bởi vì nhiều nghĩa. Thứ nhất ấy, là tất cả mọi hạnh lành của chúng ta trong diện tu học và toàn bộ đời sống của chúng ta thông qua sáu căn nha, toàn bộ đời sống của chúng ta thông qua sáu căn và toàn bộ cái hành trình tu học của chúng ta qua giới định tuệ, qua 37 bộ niệm Phật. Tất cả đều được thiết lập trên cái nhận thức này. Nếu mà thiếu cái nhận thức, thiếu cái hiểu biết về bài kinh này nè, thì cái đời sống lục căn của mình ấy, thấy nghe ngửi nếm đụng về tư duy, hoặc là đời sống tu học của mình thông qua giới định tuệ, thì tuyệt đối có vấn đề. Tuyệt đối vấn đề. Đương nhiên đây mình mà mở mặt gọi là giới định tuệ, mà tuệ mà thiếu cái này nó không còn là tuệ nữa. Thiếu cái này là trong tam học của mình không làm tròn, không làm trọn được, chỉ làm được cái giới định này. Cho nên cái gì đầu tiên nó là nền tảng cho mọi công phu. Thứ hai, chúng ta tuyệt đối, thôi bây giờ nói chúng tôi đi, chúng tôi tuyệt đối xác định rằng chịu trách nhiệm với câu nói này, đó là hiểu và tin cái bài kinh này, hiểu và tin chắc cái bài kinh này, thì một người giàu không có giới, không có định thì hoàn toàn có thể có hy vọng với cái hiểu biết và niềm tin vào bài kinh này, tin và hiểu bài kinh này. Thì giàu một người không có giới, không có định thì có thể hy vọng một ngày nào đó mà cũng thành tựu được hai cái đó. Mà thành tựu được hai cái đó có nghĩa là mình có được tam học. Vì đây là cái nền tảng của tuệ mà. Cho nên bây giờ chỉ cần mà một lúc nào đó mà nó thấm thía đó, thì thấm thía bản kinh là thấm thấm còn đến mức nào đó mà mình có thể có được giới và định nữa, thì mình thành tựu tam học. Nhưng nếu mình chỉ có giới và định giới luật ngon lành, thiền định ngon lành, chứng thiền đây luôn á, định ngon lành nghĩa là chứng các cái tầng thiền cao nhất, phi tưởng là cái tầng cao nhất trong vô sắc. Mà thiếu nhận thức về bài kinh này thì cái cơ hội giác ngộ là số 0. Và bằng chứng là trong vô số kiếp luân hồi, từ vô thủy luân hồi, không biết bao nhiêu lần chúng ta đã có giới luật ngon lành, đã có thiền định ngon lành. Nhưng mà vì thiếu cái nhận thức, thiếu cái hiểu biết trong bài kinh này, cho nên đến hôm nay chúng ta còn ngồi ở đây. Cho nên đây gọi là căn bản pháp môn là vì hai lý do. Một, đây là nền tảng của tất cả hạnh lành. Thứ hai, là một người mà có được bài kinh này này, dù bây giờ tu học chưa ngon lành, nhưng mà đến một lúc nào đó hy vọng có thể ngon lành.
Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có giới luật thiền định ngon lành nhưng mà không có bài kinh này thì cái cơ hội sanh tử mà 100.000 triệu tỷ A Tăng Kỳ nữa đó, thì cơ hội nó rất lớn, rất lớn, 1 triệu tỷ A Tăng Kỳ. Mặc dù thời gian thành Phật thì tối đa chỉ có là 80 A Tăng Kỳ thôi, nhưng mà cái này tôi nói 1 triệu tỷ A Tăng Kỳ, 1 triệu tỷ A Tăng Kỳ nếu mà chúng ta không có hiểu bài kinh này. Đây là lý do vì đâu bài kinh này nó có cái tên là Căn Bản Pháp Môn. Bài kinh này dạy cái gì mà ghê gớm như vậy? Xin thưa, duyên khởi cái bài kinh này là có 500 vị tỳ kheo xuất thân là trí thức Bà La Môn, tinh thông là toàn bộ cái giáo lý Bà La Môn. Mà ở đây chúng ta phải mở ngoặc là tại sao cái giáo lý Bà La Môn mà mình tinh thông mà được người Ấn xưa họ gọi là trí thức, là bởi vì bên Tàu ấy có được nho, học được cái nho y lý số tứ thư ngũ kinh luận ngữ trung dung đại học kinh dịch kinh thi Mạnh Lão Dương Liệt là được xem là trí thức nho y lý số rồi Dương Liệt Lão Trang kinh thi kinh dịch là coi như trí thức. Còn mình Ấn Độ ấy, cái bộ Veda mà của Bà La Môn giáo, bộ Veda mà từ thời Đức Phật trở về trước nha, chứ phải Veda hôm nay. Veda hôm nay là Atharva Veda, Rajiv Veda rồi đó, Rig Veda đó, cái Veda hôm nay đó nó không có cái nội dung của cái Veda từ thời Đức Phật trở về trước. Với cái về Veda mà từ thời Đức Phật trở về trước ý, cái nội dung nó có thể dạy cho người ta chứng tới phi tưởng, phi phi tưởng. Nó dạy cho người ta gọi là binh thư vương pháp, đạo làm vua, đạo làm tướng. Nó dạy cho người ta làm thầy bói, thầy bùa, thầy phong thủy. Nó dạy cho người ta bá nghệ. Bá nghệ. Mà nó có cái trùng hợp là trong cái võ thuật Trung Hoa, võ thuật Việt Nam, nó có cái từ thập bát bang. Ví dụ như côn nè, đao nè, kiếm nè, tất cả là 14 ở 18. 18, 18, 18 nhánh gọi là thập bát bang võ nghệ. Nhưng mà có cái trùng hợp là con số 18 này nè, nó cũng là 18 cái ngành, 18 cái chuyên ngành lĩnh vực chuyên môn mà được dạy ở trong bộ Tam Vị Đà. Gọi là bên cạnh cái là tín ngưỡng thờ phụng Phạm Thiên, thờ lửa, bên cạnh cái là kỹ thuật thiền định để chứng đắc thần thông thiền định, không? Thì nó còn dạy luôn cả nghề nghiệp. Như nãy tôi nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thì thông nhân sự, gồm có gọi là binh thư vương pháp ghê như vậy. Cho nên sẵn sàng sẵn này nói luôn, bà con hỏi kinh nào nói nội dung ghê gớm này của Veda, dạ mi tiền, mi tiền và chú giải, mà chú giải thì nó mênh mông mà tiếng Việt Nam chưa có, thôi bây giờ bà con đọc kinh mi tiền đi, thì nội dung mi tiền quá nói cho người ta biết nội dung dễ sợ của cái bộ Veda đó. Rồi. Đây là lý do vì đâu mà 500 vị này sau khi mà tinh thông Tam Vị Đà thì nó giống như mình giờ mình có bằng tiến sĩ vậy. Mà tiến sĩ bây giờ là có tiến sĩ chuyên ngành, bác sĩ chuyên ngành, chỉ còn ngày xưa đó là cái người học thuộc lòng Veda là họ là bách khoa. Rồi chúng ta cũng phải hiểu ngầm ấy, là một cái đầu óc mà tinh tường mình mà ba cái bộ phận kinh thư Bà La Môn này nè, thì không phải là bình thường, không phải là tầm thường. Rồi đã vậy khi mà họ theo Phật pháp mà học kinh điển rất là mau, ở trong chú giải nói là họ tụ lòng ba tạng, thì chúng ta phải hiểu ngầm ba tạng lúc đó nó không giống như ba tạng lúc này, bởi vì tới lúc đó Đức Thế Tôn vẫn còn tại thế, ngài sẽ là Phất A Nan một kiền liên vẫn còn tại thế, cho nên cái nội dung còn được bổ sung sau đó rất nhiều. Ở đây nó ba tạng là ba tạng của cái thời điểm đó thôi, bởi vì chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn trụ thế là 45 năm kể từ sau lúc thành đạo, 35 năm trước mình mới kể. Tại đó Đức Thế Tôn mà trụ thế mà thì mình phải nói 45 năm sau. Thì là 12 năm đầu không có tạng luật. Đức Thế Tôn sinh hoạt như thế nào thì các vị tỳ kheo cứ nhìn như vậy mà học, chứ lúc đó chưa có tạng luật.
Rồi tại Atida thì có rồi, tại Atida thì biết là sau khi mình đứng tôn được 7 trong cái hạng mùa an cư thứ 7 thì ngày dạy trên đây cõi trời đó, rồi sau đó ngày dạy lên cho ngày sau đó phát, và ngày sau đó phát ngày dạy lại cho chư tăng. Như vậy thì từ hạng thứ 7 trở đi là mình có tại Atida, còn tăng lương thì lúc đó chưa có. Còn tạng kinh thì chúng ta biết là gồm những cái pháp thoại của Đức Phật và các vị đại đệ tử, các cư sĩ lớn. Mà sau này là cứ sau mỗi pháp thoại như vậy thì có những vị tỳ kheo được nghe và không được nghe lại. Cho nên nó là ba tạng, nhưng mình phải hiểu ngầm là ba tạng của cái thời điểm đó. Thì 500 vị này này, đại khái mình hiểu nôm na là nghe được rất nhiều Phật ngôn. Về cả tạng Atida lúc đó còn là cứ mình cứ giả định là có một phần tạng lực và một phần tạng kinh đi, và toàn bộ Atida. Cho nên là 500 vị này tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, và với một cái đầu óc thông tuệ như vậy đó, các vị khi mà nghe Phật pháp các vị thấy Đức Thế Tôn cũng nói tới nó lui 37 bồ đề phần, rồi 5 quẩn 12 xứ 18 giới, rồi danh sắc. Cái vị mà tại sao Đức Thế Tôn lại nhắc là những chữ thường xuyên, bởi vì đó là nội dung cốt lõi của đạo Phật, của đạo giải thoát mà. Có một điều các vị này là vì cái lòng mà tự tôn tự đại đó, không có chịu thấy rằng tại sao mà đối với những nhân vật mà đến nghe pháp Đức Thế Tôn lại nhắc tới nhắc lui gì đó. Người ta nghe người ta đắc ào ào, còn mấy vị này cứ nghe cứ thấy giống thôi, cứ nghe thấy giống. À, giống như rất là nhiều người Phật tử hôm nay vô nghe pháp mà cứ thấy nhắc tới nhắc lui, cứ nghĩ rằng ông sư không biết có nhiều đó thôi, hoặc là cái đấy được gọi là cái đó tôi biết rồi, nhưng mà họ quên rằng cứ mỗi lần mình nghe như vậy đó là mình lại thấy thêm những góc cạnh mới, những cái khía cạnh mới. À, nhưng mà mình lại không màng, mình cứ thấy nó hơi hao hao tựa tựa na ná, là mình nghĩ mình biết rồi. Thế là các vị này mới là quyết định không có đi nghe pháp nữa. Thì trong kinh nói là Đức Thế Tôn một ngày ngày có 5 năm cái công việc phải làm. Là mất băng hay bên là ba tên cái buổi sáng thì khất thực sa văn hi thâm mới đi sa năng, buổi chiều thì thuyết pháp cho tứ chúng, bá đô xê phích ô va đăng, buổi tối đầu hôm thì thuyết pháp cho riêng chư tăng tỳ kheo. Áp ta ra tê văn hà năng, buổi khuya là ngày là có cuộc gặp gỡ riêng với chư thiên phạm thiên. Bách chu xê và kate kale pháp 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 tê lô canh năng, trời rạng sáng ấy, thì ngài mới dùng cái Phật trí này soi rọi trong vô lượng vũ trụ xem ai trong cái ngày đó đủ duyên để mà gặp ngài. À, thì gặp ngài để làm gì? Gặp để làm một trong hai việc: một là họ đủ duyên để mà chứng thánh trong hiện tại, hai là cũng gieo duyên lành cho đời sau kiếp khác. À, chúng ta có biết một cái chuyện nữa, đó là Đức Thế Tôn mình ấy, và nói riêng và chư Phật ba đời nói chung, ngoài cái chuyện mà trực tiếp hóa đạo cho người ta chứng ngộ ấy, còn là hỗ trợ gieo duyên cho rất là nhiều người sau này, chẳng hạn như đó là những vị Phật tử độc giác tương lai, những vị chánh đẳng giác tương lai, những vị la hán tương lai, như ông Sách Chắc Cá mà mình tụng kinh hoài đó, Sách Chắc Cá cái ông mà kêu mạng, thì ông gặp lúc ông gặp Đức Phật ấy, ông không có đủ duyên chứng, nhưng mà khi Đức Thế Tôn niết bàn 100-200 năm sau thì Sách Chắc Cá quay trở lại đi xuất gia trong hình, dĩ nhiên là quay trở lại cái là tái sanh đấy, tái sanh lại trong bộ hình hài khác và đi xuất gia để chứng là hết. Nhưng mà cái chuyện đó, cái chuyện mà ông chứng ngộ đó cũng phải nhờ được sự gieo duyên từ thầy Đức Phật và trước đó, nhưng mà đặc biệt là thầy Đức Phật. Như thầy biết như vậy, cho nên nó là 500 vị này không có để đến cái cảnh này, cho nên kiêu mạn mà không đi nghe pháp. Thì trong khi đó là buổi sáng thì ngài đi bát đúng thì khỏi, thì mấy vị đi đi chung, buổi chiều người thuyết pháp cho tứ chúng, mấy vị này không thèm tới nghe, buổi đêm người thuyết pháp cho chư tỳ kheo, các vị này cũng không thèm tới nghe. Thì một ngày chỉ có 2 buổi đó thôi, buổi chiều buổi tối không thèm tới nghe này, thì chư tăng mới là đem cái chuyện đó trình lên Đức Phật, thưa với Thế Tôn là các vị tỳ kheo kiêu ngạo như vậy đó. Thì Đức Phật nghe gọi vào, và đây chính là nội dung, cái nội dung mà tôi cho hồi nãy giờ tôi rao một tôi rao rã họng á, nội dung là tuyệt đối quan trọng. Nội dung này là ngài nói cái gì? Chuyện đầu tiên chúng ta ôn lại nha, đây là những con người cực kỳ thông tuệ và vô cùng kiêu ngạo. Mà thông tuệ, thông tuệ cái gì? Biết một mớ về chuyện đời. Tại sao tôi nói chỉ một mớ?
là bởi vì ba cái bộ Veda, cái Bà La Môn nó chưa được 1/1 triệu tỷ của vũ trụ nữa, triệu tỷ ấy, chưa được 1/1 nữa. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì triệu tỷ nó là một con số, mà 1/1 của triệu tỷ thì con số, thì số 1 nó cũng là con số, mà triệu tỷ nó cũng con số, thì có nghĩa là sao? Tử và mẫu đều là những con số. À, trong khi đó cái biết của mình ấy, thì có giới hạn, mà cái điều mình không biết ấy, thì không có giới hạn, không có làm cái phân số này được. Cái biết cái không, cái kia là 1/1 triệu tỷ, thì thấy rõ ràng nó có cái phân số, có tử có mẫu. Còn đằng này là cái mình biết là tử, nhưng mà cái mình không biết ấy, nó vô số rồi sao làm mẫu được, làm sao mẫu số được, thấy chưa? Cho nên cái biết của mấy vị này về Phật pháp, là biết về tam vệ đà của Bà La Môn ấy, nó chưa được 1/1 triệu tỷ cái mà các vị chưa biết nữa, không? Cho nên là Đức Thế Tôn trong bài kinh này ngày dạy như thế này, ngày biết là qua cái pháp thoại này các vị này không có đắc gì trơn á, biết nhưng mà lọc cho nó mòn, lọc cho mòn mòn được nhiêu, nó mòn là đọc cho nó mềm, đọc cho nó mềm, làm cho nó mòn, làm cho mòn, làm cho mềm bằng cái pháp thoại thì trước cái đã. Giống như rất là nhiều lần tôi nói, có nhiều cái người á, thuyết pháp cho họ giống như nước đổ đầu dịch vậy á, gọi là giống như nước đổ lá môn vậy đó. Bây giờ muốn cho cái đầu dịch mà nó thấm nước á, thì phải làm sao ta? Chế nước sôi, chế nước sôi. Còn muốn cho cái lá môn mà nó thấm nước là sao ta? Đập cho nó dập, đập cho nó dập thì nó mới thấm nước được. Chứ còn mà để nguyên như vậy thì là nó trái quớt rồi, nó trôi tuột hết. Cho nên nó là muốn cho cái đầu dịch mà nó thấm nước là phải chế nước sôi. Muốn cho cái lá môn mà nó thấm nước ấy, thì phải đập cho nó dập. Thì cái bài kinh này nè là một gáo nước sôi, là cái cú chà, cú đập cho cái lá môn nó dập trước cái đây. Cho nó dập trước cái đây. Bài kinh này nói cái gì? Bài kinh này nếu mà bà con đọc thẳng bản Pali đó, nó sáng trưng, mà cộng với bản chú giải nữa đó, thì coi như là nó rực rỡ, xui một chỗ là không có biết giáo lý, đặc biệt là Di Đà, đặc biệt là Di Đà mình không biết, không đọc được bản Pali, đương nhiên là cũng không được đọc lại bản chú giải, rồi cái gì nữa, đã không có giáo lý căn bản, cần giáo lý nền ấy, mà lại thiếu cái khả năng đọc thẳng bản Pali, không đọc được bản chú giải, rồi sao nữa? Cái thứ tư mới ghê, chỉ biết bản tiếng Việt, mà bản tiếng Việt ấy là làm cho vấn đề đó thêm rối. Tôi sắp nói tới chỗ rối là sao, trong khi nội dung bài kinh nó như thế này, Đức Phật ngài xác định rằng tất cả cái gọi là đời sống của chúng ta, từ tinh thần đến vật chất, toàn bộ đời sống của chúng ta, dù tu hay không tu, tu hay là không tu, thì toàn bộ đời sống của chúng ta, tu hay là không tu, thì nó đều gói gọn ở trong năm dục, trong cái đời sống, nhận thức về bốn đại về năm dục, rồi khá hơn chút là tu tập thiền định, khá hơn chút là kiến thức giáo lý. Nghe cho kỹ nha, một là nói về đời sống vật chất là quẩn quanh trong tứ đại, hai là quẩn quanh trong năm dục, ba là có khá một chút đó, biết chán vật chất đó, thì chỉ có tu tập thiền định, đặt cái này đặt cái kia, cao nhất là vô sắc. Rồi thì sao? Vô lượng kiếp chúng ta đã như vậy rồi, cũng là một đó là quẩn quanh trong cõi dục, quẩn quanh trong vật chất, hai là đắc thiền sắc giới, ba là đắc thiền vô sắc, mà vì thiếu cái nhận thức từng cái bài kinh này nè, cho nên vô số kiếp về trước, hàng triệu tỷ 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 n tỷ tiền kiếp, n tỷ tiền kiếp, chúng ta không biết bao nhiêu lần làm giun, làm dế, làm dòi bọ, và cũng có vô số lần chúng ta làm những nhà bác học, những cái bậc thông tuệ, những phạm thiên. Rồi thì sao? Vì không biết nội dung bài kinh này, cho nên tới nay nó còn ngồi đây nè nha. Chỉ trừ trường hợp người có nguyện lớn thì hôm nay họ còn ngồi đây, bởi vì họ chưa hoàn tất thôi, nhưng mà cái số người có nguyện lớn mà lớp tới bây giờ đó là thì chỉ là 1/1 triệu tỷ thôi, nhiều tỷ chúng sanh ấy. Chứ còn tuyệt đại đa số là lớp tới bây giờ là vì chúng ta u mê, vì thiếu phước giải thoát, thiếu căn lành giải thoát, cho nên hôm nay mới còn kẹt lại đây. Mà nội dung bài kinh này là sao?
Nghe nói rằng là khi mà quẩn quanh ở trong cái thế giới vật chất, quẩn quanh trong thế giới tinh thần, thì chúng ta làm đúng, sống đúng với cái ý nghĩa của chữ sách đá là dính, đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó, sạch chết tiếng là đụng đâu dính đó. Sanh để làm con dòi, làm con ruồi, thì thấy cái thế giới mình là toàn bộ qua cái đồ dơ, đồ có mùi, đồ có mùi khó ngửi, làm ong làm bướm từ cái hoa trái lượn lờ, làm người làm chư thiên làm phạm thiên thì cũng cái là sanh ra trong cái cảnh giới nào môi trường nào thì chỉ biết đúng của cái đó, tức là cho đó là tất cả. Ở đây người nói rằng cái kẻ mà không có biết Phật pháp, không có tu học á, trong đây gọi là gì, không có gặp được chân nhân, không tu tập pháp của chân nhân, không gặp gỡ các bậc thánh, không học hỏi các bậc thánh, không thực tập cái con đường các bậc thánh, thì sao ta luôn luôn sống với những khái niệm đây, luôn luôn sống với những khái niệm, cứ đẻ ra mà thấy đất nước lửa gió, thấy cái gì nữa sắc thân khí bị xúc là cứ bị kẹt trong đó. Kẹt bằng cách nào? Đây là những cái chữ mà quý vị nên nhớ, kẹt bằng cách nào? Kẹt bằng cách là sống toàn bộ là bằng tưởng tri, rồi cái gì nữa, ngộ nhận. Tưởng tri ở đây nó gồm có một cái động từ, một danh từ. Ngộ nhận đây gồm có một danh từ, một cái động từ. Ngộ những cái tưởng tri này là gì? Cái danh từ là saññā, là khái niệm, là concept, là opinion, là idea. Là concept, là opinion, là idea, khái niệm thôi. Mà khái niệm ở đây trong chú giải thì rất rõ, tất cả những khái niệm của chúng ta đã đều dựa vào ba cái nền tảng là ái mạn kiến. Ái là thích cái gì thì nhìn mọi đời, nhìn mọi thứ trong đời từ cái lăng kính của cái thích đó, thích ở đâu thì ghét nằm ở đó. Cho nên khi mình thích cái gì đó thì mình cũng sẽ có ghét một cái ngược lại, thế là từ đó mình nhìn cuộc đời này từ cái lăng kính của thích và ghét, rồi cái đó gọi là nhìn thông qua cái lăng kính của ái. Còn mạn là lúc nào cũng có so sánh, hơn bằng thua, hơn bằng thua, so sánh ta với người bỉ để thử chúng sanh thọ giả, luôn luôn cứ cần là có so sánh, đó gọi là mạn. Còn kiến cái này là một là mắt cái trong thường hay là đoạn, tức là luôn luôn tin rằng có một cái tôi, có một điều là có đứa thì nó cho rằng chết là hết, thì cái đó gọi là đoạn kiến. Còn đứa nó cho rằng có một cái tôi nó đi từ đời này qua đời khác, đời đời bất diệt, trường cửu vĩnh hằng. Còn đứa thì nó cho rằng có cái tôi nhưng mà chết rồi là hết, thì như vậy đứa mà nó tin cái tôi trường cửu, đứa đó là thừa kiến. Còn đứa mà cho rằng có cái tôi nhưng mà chết rồi là hết, thì thí dụ như những người vô thần, những người không có tin tôn giáo, không tin Phật pháp, họ cho rằng người ta chết rồi là hết, họ không có tin nhân quả báo ứng, nhưng mà đụng tới họ là họ nổi điên, nổi điên. Họ vẫn có cái tôi nhưng mà cái tôi của một cái người không có tin kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo. Còn cái người mà tin thì có báo ứng, có kiếp trước kiếp sau, mình đụng tới họ họ cũng nổi điên, thì như vậy đó cũng là cái sân si, nhưng mà ở cái người thường kiến. Như vậy thì mình trên ba cái nền tảng ái mạn kiến, trên ba cái lăng kính này nè, mình nhìn mọi thứ, nhìn mọi thứ trên cái góc độ của ba lăng kính nữa, bằng cái nhãn quan, bằng cái thị lực mà có được từ ba cái lăng kính đó, nhớ ha. Rồi thì cái tưởng từ cái từ từ trong kinh là tưởng, hay là tưởng tri, tưởng tri đây là động từ nha. Sanh cha nè, tức là biết, mày biết do hình dung, do liên liên tưởng. Mà từ ba cái nền tảng nhận thức sai lầm đó, là từ trên cái nền tảng của ái mạn và kiến. Mà cái tưởng tri này nè, trong cái từ Pali của cái danh từ là sanh nha, mà cái động từ đó là sanh cha nè. Thì cái sanh nha đây đó có nghĩa là nãy tôi nói là concept, là idea, là opinion, mà một chiều là phiến diện, là một lề, lề phải lề trái thôi, nhớ ha. Thì là cái tưởng ở đây là cái tưởng này nó có hai cái tưởng ở đây, là cái tưởng mà làm nền cho trí là aviparita sanya. Tôi không có dịch chữ này đây, tôi dịch chữ sao, á không. Còn cái trường hợp thứ hai là cái tưởng mà sai lầm đó, thì gọi là viparita sanya, gọi là điên đảo mộng tưởng.
Viparita sẽ nghĩa là điên đảo vọng tưởng. Nó có một cái từ đồng nghĩa, nó có một cái từ đồng nghĩa đó là vipalasa. Tôi làm biến spell của tôi mà vipalasa. Hai dạng là nha, vipalasa. Vipalasasanya hay là viparitasanya là điên đảo vọng tưởng. Từ tiếng Hán nghe nó mệt phải không? Giờ tôi dịch cho tiếng Việt nha. Ngược ngạo. Suy tưởng ngược ngạo. Nó không có bền mà tưởng nó là vĩnh cửu. Nó không có hạnh phúc mà mình nó là đau khổ mà mình tưởng là hạnh hạnh phúc. Nó là đồ lắp ráp mà mình ráng tưởng là có một cái tôi cốt lõi trong đó. Thì cái hiểu lầm này được gọi là điên đảo một từ. Viparita nó là danh từ, còn cái động từ là sanh cha nè tỷ ha nhớ ha. Rồi ở đây Đức Phật dùng một cái chữ nữa, đó là cũng một cặp danh từ và động từ. Danh từ là manh, tức là sự ngộ nhận hay là sự hiểu lầm, còn cái động từ là manh nhá tí là hiểu lầm ngộ nhận, còn cái manh là sự sự hiểu lầm sự ngộ nhận. Mà cả cái là tưởng tri hay là sự ngộ nhận này nó đều đặt nền tảng trên ba cái thứ phiền não, đó là ái mạn kiến à, nhớ ha nhớ. Tôi có thành kiến với ai đó à, tôi do cái thích và ghét thì cái đó gọi là trên nền tảng của ái, còn trên cái mạng là tôi so sánh hơn bằng thua rồi đó là trên nền tảng của mạng, còn kiến là trên nền tảng của thường và đoạn thì gọi là trên nền tảng của kiến. Thì phàm phu mình luôn luôn nhớ nha, ái mạn kiến. Rồi giờ tiếp chuyện thứ hai. Có 99,9% Phật tử khi đọc cái bài kinh này cái quan mang nó, ủa bài kinh này nghe xin nói hình như là nó nói về tôi mà, về phàm phu mình mà đúng không, mà tôi nói thiệt chứ đó giờ tôi đâu có bao giờ mà tôi nghĩ đất nước đất này là của tôi là đất nước của tôi là nước trong nước có tôi có nước trong đất có tôi trong tôi có đất, tôi đâu có giữ nghĩ vậy đúng. Ở đây ngày gì Đức Phật ngày trẻ ra mình thấy nó lạ với mình. Giờ nghe cho kỹ nè, bốn đại đất nước lửa gió không bao giờ rời nhau, nhớ nha, không bao giờ rời nhau, chỉ có một điều là trong trường hợp nào cái tính đất nó nổi bật, ví dụ như là mịn nhám không, cứng mềm, thì trong trường hợp đó cái tính đất nó nổi bật, để trong trường hợp mà mát nực nóng lạnh không, trong trường hợp đó, đó mình thấy cái tính lửa nó nổi bật, để trong cái trường hợp gọi là tan chảy ngưng tụ mà nó nổi bật, thì trong trường hợp để thì trong trường hợp đó mình gọi là tính nước nổi bật, để trong trường hợp xê dịch di chuyển căn phòng áp suất thì trong trường hợp đó gọi là tánh gió nổi bật, nhưng mà nổi bật thôi à, thì mình nói đến tốc độ chiếc xe là mình đang nói về gió, mình nói đến cái nhiệt độ của cái máy xe thì mình lúc mình đang nói về lửa, mình đang nói đến cái chuyện mình ngồi trên xe nó bị sốc bị dằn êm hay là cứng à, thì cái đó mình đang nói về tánh đất không à, rồi chứ thực ra thứ nhất là bốn đại không có rời nhau, cho nên khi mà tôi nói là tôi thích ngắm hoa có nghĩa là tôi đang chấp rằng trong đất có tôi, trong tôi có đất, đất là tôi là đất, trong nước có tôi, trong tôi có nước, nước là tôi là nước. Tôi thích cái hoa đó, nói theo từ thế gian thì đúng là tôi Sư Tuệ Khanh đang ngắm hoa này, nhưng mà nói theo lời Phật ấy, thì Sư Tuệ Khanh đang đắm chìm trong đất nước lửa gió. Sư Tuệ Khanh đang thích hoa, có nghĩa là ông đang thích trong đất nước lửa gió, nhớ ha, nhớ rồi nha. Rồi ông bây giờ ông đang ngồi mà thấy có máy lạnh, ông ngồi ông đi nghi mới thưởng thức, thì mình thấy cái máy lạnh đó là nhiệt độ đúng không, máy lạnh thì mình đang nói về nhiệt độ, nhưng mà trong cái gọi là nhiệt độ đó nó là phải tự nhiên khơi khơi mà nó có cái mát, nó nguyên một căn phòng nó cộng với một cái máy nó mới ra cái máy lạnh chứ. Cho nên khi mà tôi thích phòng máy lạnh có nghĩa là tôi cũng đang đắm chìm trong bốn bốn đại. Tôi thích ăn bánh xèo đúng không, à quên nữa. Tôi tiếng Pháp tôi hay nói tới bánh xèo là bởi vì nó nhiều lý do lắm, bởi vì cái bánh xèo nó rất là giống cái gọi là chúng sanh hay là cuộc đời, có nghĩa là nó gồm nhiều thứ nó làm nên cái gọi là bánh xèo à, kêu là bánh nhưng thật ra đó là nó gồm nhiều thứ. Cái bánh xèo nó là cái bánh rối nhất, nó rối hơn bánh khoái nữa. Cho nên tôi thuyết pháp này dùng là bánh xèo bà con hiểu lầm, tưởng là tôi quen bánh xèo tròn tôi về ra
nó đè ra, nó thồn, nó giọng, nó cán, nó nhát, mà tôi nói nó lòi con mắt mà tôi làm chim bao, mà tôi thấy chung quanh cái phòng thì bánh xèo không, tôi xin các bố không có cho ăn nữa, nó ở chết. Có tôi ví dụ thôi, giống như ông làng mê nhắc hạnh hay ông nói chuyện, ông này nó hay đem cái quýt cho ông nói ngồi cái ông đem cái quýt ra. À, thì ông cũng có lý do gì đó mà nói chuyện hồi ông hay đem trái quýt, mà hên là ông không ở Việt Nam, vì ông Việt Nam chắc đem tới nguyên cần xe luôn, quýt cho nó cúng chắc chết chắc chết chắc chết. Cho nên người ta là ta để mỗi người có cái thuận miệng, người ta nói cái gì, có người mới Việt Nam là ông bướm hoa lá. Đấy. Cho mà họ đâu phải là con sâu đâu, họ đâu phải là con sâu, nhưng mà nhiều khi do cái bối cảnh, một cái môi trường sống, một cái điều kiện đặc biệt của lý do đặc thù nào đó, thì họ mở miệng ra họ hay ví dụ ông bướm hoa lá lắm này, nhớ không? Tôi hay nói là bánh xèo, à bánh xèo, thì khi mà cái miệng tôi nói là tôi thích ăn bánh xèo ấy, có nghe được đang thích bốn đại. Tôi thương, tôi ghét một người nào đó, nam nữ được cái trong máy đề đề lét gì đó, thì có nghĩa là tôi cũng đang thích bốn bốn đại. Mà nói rộng thêm cái nữa là tất cả cái danh sách của người đó, không nhớ ha. Cho nên đây mình đọc kinh rồi mình không được nghe giải thích mấy cái chuyện. Ủa? Trong đây nói rằng một kẻ vô danh phàm phu, vô danh nghĩa là không được nghe pháp, còn phàm phu đây nghĩa là chưa chứng thánh, đúng không? Kẻ vô danh phàm phu không gặp gỡ các bậc thánh, không tu tập vào các bậc thánh, không gặp gỡ các bậc chân nhân, không nghe pháp, không tu tập pháp các bậc chân nhân, thì ngộ nhận rằng đất nước lửa gió là của tôi là đất nước lửa gió, trong đất nước lửa gió có tôi, trong tôi có đất nước lửa gió. Mình nói, ủa tôi đâu giờ tôi khùng dữ vậy ta, tôi đâu có giờ mà tôi nhớ đến hoặc là tôi đâu có biết gì đến đất nước lửa gió. Không phải là ngài cái cách nói của ngài đó, nhưng mà mình phải hiểu là ngài đang nói trẻ nhỏ ra tất cả cái thích và ghét trong đời sống của mình. Bây giờ nghe hiểu chưa? Mình không bao giờ mà mình khùng đến mức mà nói đất nước lửa gió là có là của tôi có đất lửa gió, mình có nghĩ vậy, nhưng thật ra nó là như vậy đó. Khi mình thích một cái hoa, cái là đang thích đất nước lửa gió của cái hoa, cái mà làm nên cái hoa. Cho nên nói theo trong tinh thần Atidam ý, cái hoa nó được cấu tạo bởi những thứ thành tố không phải hoa. Đức Phật được thành tựu từ những thành tố không phải là Phật. Cái gì gom những thành tố ấy lại thì được gọi là Phật. À, rồi một cái hoa, một ngọn núi được cấu tạo bởi những thành tố không phải là núi. À, nhớ nha, cái này rất là quan trọng nha. Ngọn núi được kết cấu bởi những thành tố không phải là núi. Ví dụ như đất, mình lấy mình chia nhỏ ra đây này, đá mình xếp từng viên nhỏ nhỏ lớn, viên bé để ra bên, rồi đất mình xếp từng đống đống để bên, rồi cây cối hoa lá chim muôn súc vật mình cứ để từ thứ nhóm nhóm vậy, đâu có cái nào là núi đâu. Nhưng mà gom hết những thành tố này lại ta bèn có cái gọi là núi. Như vậy núi được tạo ra bởi những thành tố không phải núi, the Buddha was made of non-Buddha materials. Đức Phật được tạo thành bởi những thành tố phi Phật. Đấy. Nhớ không? Rồi. Thì ở đây đó là Đức Phật ngài xác nhận kẻ vô văn phàm phu đắm chìm hiểu lầm ngộ nhận trong vật chất gồm bốn đại. Rồi cái gì nữa? Xa hơn. Ngài gọi là một cuộc gọi là đã phá triệt để. Không phải chỉ đã phá, ngài không có đúng, không có đẹp. Mà phải là cái gọi là cái sự gọi là trẻ nhỏ triệt để, cái gọi là ngộ nhận của phàm phu, những thành trì ngộ nhận được gọi là phá nát một cách triệt để. Tức là kẻ phàm phu khi mà không học thì nhìn đất nước lửa gió, nhìn sắc thinh ký vị xúc, rồi cái gì nữa, nhìn vào các cảnh giới tái sinh, nhìn vào các thành tựu tu chứng, hoàn toàn trên ý niệm ngã và ngã sở, tôi và của tôi. Chưa hết, kẻ vô văn phàm phu khi mà họ nhìn về cái gọi là chúng sanh, nhìn vào cái gọi là giống, là khác, là một, là nhiều, cái gọi là đất nước lửa gió, cái gọi là sắc thinh khí vị xúc, họ nhìn về cái gọi là những cái tầng thiền định, những cái gọi là sở đắc sở chứng, toàn bộ họ nhìn bằng cái nhìn hiện tượng,
cái nhìn trên vỏ bọc bên ngoài thôi. Cho nên gọi là sanh già nà tí là tưởng tri, sanh nha là sự tưởng tri. Đấy, dựa trên cái manh nha na là cái sự ngộ nhận, manh nha tí là ngộ nhận, chỉ có là tưởng tri mà ngộ nhận, đó là họ bấm bám chặt, siết, bám chặt vào cái gọi là thế giới hiện tượng, cái vỏ bọc hiện tượng của vạn hữu. Và cái đề nội dung nó như vậy nha, rồi chốt lại bài kinh này nha. Bài kinh này rất là sâu, rất là rộng, nhưng mà mình tuyệt đối có thể nói gọn như thế này: khi một người hiểu rõ và tin chắc cái điều mình hiểu và hiểu rõ cái điều mình tin ấy, vào cái nội dung của bài kinh này, thì vị ấy kể từ hôm nay sẽ thấy rằng toàn bộ cái gọi là tinh thần hay vật chất nó gồm có hai góc nhìn: góc nhìn bản thể và góc nhìn hiện tượng. Góc nhìn bản thể là sao? Mọi thứ nó được cấu tạo bởi vô số thành tố, do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Cái này được gọi là thắng tri. Thắng tri ở phía trà nè tí. Thắng tri đây là cái nhìn của bậc thánh nha. Còn cái nhìn của phàm phu mình gọi là sanh trà nè tí, gọi là mình tí, là tưởng tri, là ngộ tri, là ngộ nhận ấy. Gọi là thố tri. Thố tri, nhưng mà như tí gì là thố tri, tức là nhìn mà hiểu lầm, biết mà biết là hiểu lầm. Nên nhớ, tôi cho rằng, tôi nghĩ là nó khác với tôi biết nha. Nghĩ rằng, cho là nó khác với cái biết. I know nó không giống với I think. Nhớ nha, I think that nó khác với I know that, hai cái khác nhau. Một cái là biết nó khác, một cái là nghĩ rằng, một cái là cho là. Mà kẻ phàm phu ý, vì thiếu cái kiến thức nền, cho nên toàn bộ đời sống của họ, cái gọi là biết của họ, nó toàn là nghĩ rằng và cho là thôi. Mà trên nền tảng của ba thứ phiền não, đó là ái, mạn và kiến, từ đó họ, cái mà họ thấy được ý, nó chỉ là thế giới hiện tượng thôi. Chỉ có trăng sao hoa lá chim muôn súc vật nam nữ đực cái trong mái nhà cửa, đất đá đại dương sông hồ rừng núi đấy, và toàn bộ là trên cái khía cạnh là từ cái góc nhìn là hiện tượng. Mà tại sao mà từ cái chỗ góc nhìn hiện tượng này nè, nó mới hình thành ra các cái ngộ nhận khác nữa, đó là thích là ghét, rồi cái gì nữa, thắng thua vinh nhục. Đấy, có mặt mũi có sĩ diện thì vui, mất mặt mặt mất danh dự á, mất mặt mũi là bắt đầu giận, được là vui, mất là buồn, là đau, là giận. Đã có được mất vinh nhục hơn thua, rồi từ đó mới nảy ra vô số những khái niệm tương đối đối đãi khác, như là gần xa trên dưới trong ngoài dài ngắn trắng đen đẹp xấu, siêu và đọa. Đó, toàn bộ mấy cái này được gọi là sanh trà nè tí, là manh nhật tí. Tôi chốt là bài kinh nhé. Tất cả những cái chúng ta thấy trong vật chất, máu đơn gom đất nước lửa gió, tất cả những cái mà chúng ta bị kẹt ở trong cái thế giới này gồm có sáu trần, mà sáu trần trong bài kinh ni nè Đức Thế Tôn gọi bằng bốn cái từ rất là đặc biệt. Ở những bài kinh khác thì ngài nói là sắc thân khí vị xúc, sắc là rupa mà thân là sắc đá, rupa là những hình dáng và màu sắc, còn sắc đá là âm thanh tiếng động, còn cái ganh thá là mùi dễ ngửi hoặc khó ngửi, rasa là cái vị dễ nếm hoặc khó nếm, pottabba là những cái gì mà cái xúc giác mình đã cảm nhận được, gồm có nóng lạnh, rồi cứng mềm, mịn nhám, nặng nhẹ, cái đó gọi là xúc, không rồi. Còn cái cuối cùng là pháp, có nghĩa là những cái vấn đề trừu tượng mà chỉ có thể tư duy bằng ý thức. Ở những chỗ khác là nói như vậy, người nói sáu trần, người kể sáu rõ ràng: sắc thân khí vị xúc pháp. Nhưng mà trong bài kinh này nè, sáu trần người kể có bốn thôi, sáu trần mà người kể có bốn thôi. Một là đích thân, là những gì ta thấy được, xúc tăng là những gì ta nghe được, mút tăng là những gì ta cảm nhận được, gồm có ngửi nếm đụng, nguyên nha tăng là những gì mà ta tư duy bằng ý thức, vì nó là trừu tượng phi vật chất ấy. Thế mà trong bản tiếng Việt ấy, dịch mình nhìn tôi nó khó hơn tiếng Do Thái, sở kiến rồi đã không, và trong khi đó là cái mà ta thấy được, đó là cảnh sát, rồi cái là đích thá, đó là cái mà ta thấy,
Súng tăng là cái mà tai nghe, đây để là sở văn và chịu nổi không đấy. Còn mú tăng là cái mà ta cảm nhận, thì gồm có khí vị xúc. Nói vậy nó rõ không? Bản tiếng Việt chính là sở đối xúc đấy. Rồi cái cuối cùng có cái chữ quy nha tăng là cái gì mà ta tư duy bằng bằng cái đầu mình ý. Trong đây dịch là sở tri, nghĩa là bốn sở. Bốn sở đó là sở sở kiến, sở văn, sở đối xúc và sở tri. Trời nó có, ta nói là nhìn cái bản tiếng Việt thì nó cũng khóc luôn, mà trong khi bản Pali sách trưng à. Đức tăng là cái gì mà ta thấy, su tăng cái gì là ta nghe, mu tăng cái gì mà ta cảm nhận, quỳnh gia tăng cái gì mà ta suy nghĩ. Nói rộng ra là sáu tầng. Quá em không, ở này quất cái tiếng Hán vô chi khổ quá. Cái nói thiệt nghe, bớt bớt tiếng Hán trong trường hợp không cần thiết đi, thấy không? Cứ đích tăng là cái mà ta thấy, xu tăng cái mà ta nghe, muốn tăng cái mà ta cảm nhận, gồm có ngửi nếm đụng, vị nhà tăng là cái mà ta suy nghĩ. Nó quá êm rồi không, chơi chi mà ba cái tiếng Hán tiếng hiếc tùm nó mệt quá. À, rồi tiếng Hán á là trong trường hợp đặc biệt thì mình mới dùng, chứ còn mình đừng có bị cái bệnh xính chữ. Cho phép tôi cúi đầu kính cẩn sám hối một số vị dịch giả khải kính rất mực dấu yêu của chúng ta bị cái bệnh là mình tạm gọi là Chinese syndrome, mê tiếng Hán đến cái mức mà gọi là bất chấp cái giống giải gì cũng ráng mà dịch cái từ nó cực kỳ khó hiểu. Có một cái vị dịch giả tôi nói tôi muốn khóc luôn, tôi thương quý vị này bằng trời bằng biển, mà tôi thấy cái vị này dịch tôi thấy bị bệnh nặng quá, cái bệnh là cái hội chứng mà Hán ngữ nặng lắm. Hai mươi mốt cái đối tượng nữ giới mà mình đụng vô là mà phạm tội tà dâm. Thì thôi thì dịch cha đến tiếng Việt đi, chồng tôi bị này cái gì mà cường hôn đáo để nữ, rồi cái gì càn khôn đại nã di lục mạch thần kiếm nữ, võ lâm ngũ bá nữ, cái gì thiết trưởng thủy thượng phiêu nữ, rồi cái gì ngọc nữ tâm kinh nữ, đọc nghe nó rối lắm. Mà thật ra đó là cái gì, tức là những cái phụ nữ mà có cha mẹ, cha giám hộ, mẹ giám hộ, anh chị giám hộ, bà con giám hộ, phụ nữ mà đã hứa hôn, phụ nữ đang có chồng, phụ nữ đang có được pháp luật giám hộ, thì tổng cộng là 21 hạng. Thì ta nói cho đi không, trời ơi cái gì mà lục bạch thần kiếm vô lâm ngũ bá gì sao nó ớn quá. Rồi tôi đang lạc đề, nhưng mà sẵn tại sao lạc đề là bởi vì chúng tôi đau quá chỗ là bài kinh này rất là sáng sáng trưng nghe, mà tại sao mà mình phải xài ba cái chữ sở văn sở kiến làm nó thêm đau lòng nhau. Đấy. Ai đây không sao sang xong nói chung không sao, bắt công nó bay về là chỗ đó dịch gì nó rối, rồi tưởng sao cuối cùng phải đi về giải thích thì cũng phải đem trở về, à cũng phải đem trở về tiếng Việt nữa đó là chỗ đó. Không thì nội dung là bài kinh này nói cái gì, 24 ngộ nhận của phàm phu. Thì thấy 24 là tại sao ngài nói đến 24 nghe nhiều quá vậy, là tại vì cái não trạng, cái trình độ của mấy vị ngồi trước mặt thì phải trẻ ra cỡ đó, thì nó mới tương xứng tương ứng, mới khế cơ khế lý khế hợp. Nhưng mà chúng ta hôm nay với cái tình hình của chúng ta hôm nay thì nói gọn thôi, có nghĩa là trong cái gọi là đời sống vật chất, trong cái gọi là đời sống hưởng thụ, trong cái gọi là những thành tựu tâm linh, trong cái gọi là những cảnh giới, xem chưa, thì gồm có cái gì ta, trước hết là chúng sanh, trước cả nói chung tất cả cái gọi là chúng sanh, cái gọi là giống là khác, là ít là nhiều, rồi trong cái gọi là buồn vui sướng khổ, trong cái gọi là vật chất tinh thần, trong cái gọi là thành tựu hay là cái sở đắc sở chứng gì đó, cái mà có được ấy, có được ấy, gọi là sở đắc sở chứng, cái mà có được trong đời sống của mình, tất thảy đều phải được nhận thức rằng mọi thứ
Về mặt nguồn gốc là do các duyên, về mặt cấu tạo là sự lắp ráp từ các thành tố, về cách hoạt động thì cái sau nó phủ nhận cái trước, nó cái trước phải nhường chỗ cho cái sau, luôn luôn tiếp nối thừa tiếp nhau mà sinh diệt liên tục không ngừng, thì đó gọi là nguồn gốc bản chất và hoạt động nhé. Mọi thứ là do các duyên mà có, và nó có theo cái hình thức là kết nối gán ghép tựa vào nhau mà thành hình, và cuối cùng trước sau thì cũng phải rã tan do tác động của các duyên nhé. Đó. Thì cái thấy như vậy đã quá ổn rồi, thấy gọi là thấy một vạn hữu trên cái bản chất của nó, còn đằng này chúng ta không thấy như vậy mà chúng ta chỉ nhìn vạn hữu trên cái cạnh hiện tượng thôi, hiện tượng đấy, thì trên cái hiện tượng là nó nảy sinh vô số vấn đề. Thí dụ như trên khía cạnh cạnh bản bản chất thì cái cặp mắt đẹp và cặp mắt xấu giống nhau, nó trên khía cạnh bản thể thì tất cả do duyên mà có, để mà có mặt trong hình thức là gì ta, lắp ráp rồi cái khối tổng hợp này sớm muộn thì cũng mất, mà nếu mà trẻ kiểu đó thì đẹp xấu giống nhau, nam nữ giống nhau, sướng khổ giống nhau, nó vấn đề nó sẽ gọn đi. Còn đằng này trên cái nhìn hiện tượng thì sao, mắt đẹp mắt xấu đó. Rồi một mí hai mí, rồi mắt bồ câu mắt chim én, bồ câu có lỡ bồ câu mắt bồ câu và chim con đậu con bay nữa, nó có cái đó nữa, rồi chân mày lá liễu mà mũi dọc dừa môi trái tim trái ấu này tôm lắm hết, rồi có núi riêng rồi đồi riêng, rồi có con trâu nó khác con bò, rồi con cò nó khác con én, rồi màu cờ rồi sắc áo, rồi nó tạo ra bao nhiêu thứ dị biệt, bao nhiêu thứ giới tuyến, và thay vì là chúng ta nhìn nhau bằng sự cảm thông, bằng những chiếc cầu chia sẻ, thì chúng ta lại không ngừng dựng lên những bức tường, thích làm tường hơn làm cầu, mà lẽ ra là chúng ta cần đến những chiếc cầu cảm thông hơn là những bức tường ngăn cách, nhưng mà từ cái nhìn về hiện tượng ấy chúng ta không ngừng dựng tường lên để nó mới hình thành ra cái màu cờ sắc áo, về những cái ý thức hệ về chính trị, những ý thức hệ về tôn giáo, ý thức hệ về văn hóa đấy, và để cứ vậy chúng ta đẩy nhau ra xa, và từ đó nó mới có cái chuyện là tương tranh, mâu thuẫn, xung đột không ngừng xảy ra trên cái hành tinh này, chẳng những đời này mà còn là kiếp khác, vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau này, hễ còn có chúng sanh là có đấu tranh, rồi có mâu thuẫn, có xung đột, có tương tàn, hễ có tương tác là có tương tàn, có tương tác là có tương tranh, đó là cái luật đấy. Mà Đức Phật nói riêng, mà bao nhiêu đời như Phật ra đời để xác nhận cho mình thấy rằng không có cần thiết, chỉ cần cái con hiểu cái bài kinh này thôi, đất chỉ là trạng thái, nước lửa gió cũng chỉ là những trạng thái, những trạng thái ấy nó gặp là gỡ nhau, nó tạo nên cái gọi là vật chất, và cái vật chất nào đi nữa nó cũng là một khối tổng hợp của các thành tố, có được rồi cũng mất đi. Cái chuyện mà con thấy mà con thích hay là con ghét là nó do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, do ba cái này con mới có thích ghét. Mà có được cái mình thích mình gọi nó là hạnh phúc, chịu đựng cái mình ghét thì mình gọi nó là đau đau khổ, vì muốn trốn khổ tìm vui cho nên chuyện gì con cũng làm, con đứa thì nó làm ác. Nó giải quyết cái chuyện thích ghét sướng khổ bằng cách nó đi làm ác, chết rồi nó bị đọa, mà nếu làm người thì trời ơi đất ơi, thôi rồi Lượm ơi, còn con đứa thì nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó làm các công đức bố thí trì giới, được tu tập thiền định về các cảnh này cảnh kia, trời cao đất rộng gì đó, rồi sống hết tuổi thọ nó rớt xuống cái chỗ mà thấp nhất, sanh về cõi cao giống như leo cây, mà về chỗ đọa giống như gốc cây, thì nó leo hồi nó mỏi nó phải tuột xuống chứ đi đâu, có đứa nào xuống đời trên cây đâu, đấy có ai mà qua đêm ở trên cây đâu đấy, cho nên cuối cùng rồi thì nó luân hồi, nó là một cái sự quẩn quanh của những cái hiểu lầm, tức là thay vì nó nhìn mọi thứ trên cái cạnh bản thể thì nó quá yên rồi, khi mà nó nhìn cái mọi thứ trên cái cạnh bản thể thì sớm muộn gì nó cũng buồn tay và thành thánh hết. Còn đằng này nó vì nó cứ loay hoay với cái hiện tượng, cho nên nó là nó mới có cái phân biệt
này, và có chọn lựa, và có phân biệt, có chọn lựa, cho nên nó mới có đi đến những giải pháp, mà giải pháp nào cũng là từ ba cái gọi là điên đảo mộng tưởng, ái mạn và kiến đấy. Cho nên bây giờ 500 vị này tự cho mình là hay đúng không, thì trong đây ngài nói rằng những gì mà có con các ngươi thấy nghe ngửi nếm đụng và tư duy nó đều là do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. À chưa đâu, ngài giảng tới đó, đó rồi ngài nói thêm còn là phàm phu thì tất cả cái biết đều là tưởng tri, là ngộ nhận, là điên đảo mộng tưởng, chỉ từ cái tầng thánh hữu học trở lên thì mới không còn tưởng tri nữa, mà là tuệ tri, là thắng tri, là thấy vấn đề như nó là, chứ không phải thấy nó như mình muốn, không có thấy nó bằng cái trình độ, do cái trình độ của mình thúc đẩy, mà mình là chia ra nhiều cách hiểu khác nhau. Vì thánh nhân chỉ có một một cách nghĩ thôi, không có bị gì thúc đẩy hết, miễn ba la mật đầy đủ thì tất cả đều phải thấy giống nhau, dù cái điều cái kể cả cái đó là cái mà mình trước đây mình không thích, nhưng bây giờ mình phải thấy nó là như vậy. À, cái đó là cái thấy của thánh, còn phàm phu không có, mình không thích nó như vậy, mình không chịu nghĩ là như vậy nha. Nhớ vì cái người ta là có hai cách tìm đến chân lý, cách một là nó là sao thấy nó như vậy, cách hai là thấy nó như mình muốn, mà tất cả phàm phu đều chọn cách hai, tức là nhìn vấn đề như mình muốn, còn thánh nhân người ta nhìn vấn đề như nó là, hai cái khác nhau. À, như nó là đấy khác, còn cái là như mình muốn nó khác không. Ừ. Thì trong đây 24 ngộ nhận là gì, là ngộ nhận về đất nước lửa gió rồi cái gì nữa, về cái gọi là chúng sanh, về cái gọi là nhiều ít giống khác rồi gì nữa. À, ngộ nhận về các cái tầng dục thiên mà dẫn đầu là cái tầng của gọi là ác ma thiên chủ. Ừ. Ác ma thiên chủ ở đây có nghĩa là của ma vương ấy, Bacchapati ấy, rồi các cõi phạm thiên. Ngài nói rằng kẻ phàm phu giàu là con giun con dế, mặt đất thấp nhất cho đến cái tầng phạm thiên cao nhất đều luôn luôn nhìn mọi thứ bằng cái nhìn điên đảo mộng tưởng, chỉ có được cái gì thì cũng thấy có một cái tôi gắn liền với cái đó, thích cái gì thì cũng thấy có một cái tôi gắn liền với cái thích ấy, ghét cái gì thì cũng gắn liền cái ghét đó với cái gọi là tôi. Cả một hành trình làm người mấy chục năm và vô lượng kiếp trước và sau, thảy đều như vậy hết, cứ là thích ghét cái gì đều là thích và ghét từ cái góc độ tôi và của tôi nha. Cũng con người đó, tôi hay nói hoài, cũng con người đó, nhưng mà có lúc mình nghĩ họ là của mình nghĩ khác, mà lúc họ với mình chia tay mình lại nghĩ khác. À, nó có cái này mới lạ vậy. Cũng cái người đàn ông đó, cũng người phụ nữ đó, mà khi mà mình còn thương người ta đó, mình còn tự thấy người ta là một phần đời của mình, là cộng xương sườn số 7 của mình còn thấy mình có trách nhiệm với người ta đó, thì mình nhìn người ta nó khác. Mà khi hai đứa chia tay tay rồi, chia tay đỡ rồi, cái trở mặt đi ghê, cái trở mặt nó rồi đi nhìn nhau nó khác không. Rồi trước đây ban đêm mà mình đang nằm ngủ mình nghe nó ho đúng 2 tiếng là mình giật mình mở đèn mình hỏi có sao không, còn bây giờ mình ra đường mình thấy xe đụng mình biết là nó dậy đó, cho nghe nó mình bỏ mình đi luôn. Và tôi biết tôi nói cái này cái vị đó là chắc tôi tưởng tượng, người đó chính là tôi chưa có vợ, nhưng mà tôi biết có nhiều người mà tôi quen ấy, tôi nè, tôi đang nói chuyện các vị này, tôi nè, siêu tôi gặp, mà bây giờ tôi về Sài Gòn mà tôi đi ngang tôi thấy nó đang nằm dậy dậy tôi đi luôn. Có Sài Gòn bây giờ có nhiều người ghét lắm. Thấy nó dậy dậy tôi đi luôn. À, hoặc là bây giờ thậm chí mà nhà nó tới mà nó bây giờ cúng thôi, thấy nó dậy dậy thì bỏ, đám ma thì không dự đúng không, thôi giờ tới thì cúng thất cũng không thèm luôn, không thèm luôn, tam định nhục luôn, không thấy em nghe em nghi vậy. Nó chết tôi không cứu, đám ma không dự, rồi cúng thất cũng không có tụng một tiếng, là không rủa là ha nó. À, phật tử, phật tử ghét lắm. Mà trong kia là mình ông sư, mình đi mình giảng đạo mà mình còn thấy là chị vậy. Đấy, mình nhìn thế giới từ cái góc độ là mình thích và ghét đấy, và mình nhìn nó trên khía cạnh gọi là hiện tượng, chứ nhìn trên cái cạnh mà bản thể thì thế giới là đại đồng. Đương nhiên nói vậy chứ không phải dễ làm, nhưng có một điều bậy bạ nhất là cho rằng khó làm thì không làm, bởi vì chúng ta phải làm cho bằng được vì 2 lý do. Một, nếu ngay đời này mà không có buông được những nội kết thì lúc trọng bệnh hấp hối khó khó lắm. Khó lắm. Nhớ không? Nhớ.
Cho nên các vị là có tu hành như con dâu đi nữa, nhưng mà nhớ mình phải chuẩn bị một cái lúc trọng bệnh, chuẩn bị cho một cái chết, và xa hơn nữa là một cái ngày chứng đạo. Nếu hôm nay mà nói rằng khó quá không làm thì chuyện trước mắt trước thị phi bỏ tay, thứ hai trước giây phút nguy ngập bỏ tay, ba cứu cánh giải thoát xa vời được. À, cho nên dầu bây giờ mình có là tu hành cái kiểu ầu ơ ví dầu gì đi nữa, nhưng mà ráng nhớ ba cái đó, mình phải tu như thế nào mà trước thị phi mình tiếp tục ok, trước những giây phút đau đớn nguy ngập mình vẫn ok, và mình tu như thế nào để mình còn có hy vọng để mà gặp gần á, là Phật Di Lặc, xa là các vị Phật khác, gặp cái là mình chỉ nghe một câu một là mình đi thẳng luôn. Chứ tôi cũng ớn cái vụ mà gặp Phật rồi cái mình tà kiến rồi chống đối tâm bảo, rồi tôi thấy cái vụ đó cũng mệt lắm, thời gian lắm. Thì cuối cùng cũng chứng rồi thôi, làm khổ mình khổ người, làm phiền chư Phật, tôi thấy không nên. Làm sao mình nghe câu cái đắc luôn, chứ tôi cũng sợ cái vụ mà mất thời gian hoặc là không chống đối tam bảo thì khi mà mau chóng xuất gia đi nữa, vô phải vô rừng sâu mấy chục năm rồi, đói lạnh rồi bệnh hoạn rồi mỗi rồi thú dữ, tôi thấy tôi ớn quá, tôi muốn vô gặp Phật 7 tuổi thôi, 7 tuổi là vô gặp xong là đắc lục thông luôn, suốt cuộc đời là coi như là không có cái vụ mà nắng gió mưa sương, cái đó đâu có nghĩa lý gì cái ông lục thông, đúng không? Chứ còn mà mình trong nên mình nhớ nhớ nha, vì cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống của mình không giống nhau, cho nên ấy, cái thích và ghét của mình không giống nhau, và khi mình ác khi mình thiện nó không giống nhau, và khi mà mình phát bồ đề tâm mà tu tập hạnh lành để mà quân tập ba la mật ấy, cũng không giống nhau. Và từ cái chỗ mà đó nó mới dẫn đến cái khi mà đắc đạo ấy, mỗi người đắc kiểu, có người nó đang sung sướng bơi sữa nhung lụa cái nghe cái đắc đã không? Lục thông tam minh và bốn trí vô ngại, không có cần mà phải gọi là rừng sâu núi thẳm ma thiên nước độc lạm sơn chướng khí đổi không gì, ăn bệnh không thuốc uống lạnh không gì đắp lạnh, có nha có nha, còn có nhiều gì trời đất rồi, từ đó trước khi đắc A-la-hán trầm luân khổ ải trần ai khoái cụ cổ biết là bao nhiêu, mà tưởng sao cái tu 60 năm vậy nó rồi mũi nó cắn nó dày cu như da cá sấu, để tới lúc cái 89 tuổi đau đớn nằm quằn quại trên phân nước tiểu rên xiết bò lết gì đó, tự nhiên cái bèn đắt đắt kiểu đó, thấy quại quá quại quá thì trước sau cũng đắt đúng không, nhưng mà thấy ghê quá, dãy dụa trên máu mủ rồi phân nước tiểu bài tiết hôi hám, cái đứa nó nuôi mình nó cũng ớn nữa không, 80 khẩu trang mà nó còn chịu không thấu này. Rồi mình khổ người khổ, còn kiểu tu mình tu sao mà mốt đi cho nó ngọt, 7 tuổi là đắc lục thông rồi, sống đến cái tuổi nào đó là thấy em là vô núi kiếm cái hang nào được được cái thăng luôn, mà mình thấy mình nhìn cái kiểu của người mình bây giờ nè, có nhiều kiểu tu nhìn tôi thấy tu ác quá. Hồi nãy tôi nói tôi không thèm dòm chứ tôi không hại ai, tôi không có thương thôi, nên tôi ghét phần tử nào đó quá tôi cũng nhìn mặt thôi, chứ mà tôi nghĩ có cái lòng hại người đó, mai mốt mà lỡ mà đủ duyên chứng đạo thì nội cái lòng hại người của mình nó là thứ nợ xấu. Mình tu tập là sao, là mình đang để dành tiền, nhưng mà mình nhiều nợ xấu, nhiều ân oán giang hồ quá, mai mốt đắc đạo kỳ lắm. Mà cái vị biết cái này mới ghê nè, cái này mới ghê nè. Khi mà mình tu hành mà mình không có tu thì không nói nha, nếu mình có lòng tin Phật, có lòng cầu giải thoát mà mình lại gian ác quá, đó là cái đại họa, đại họa cho mình và cho đời. Là sao ta, đại họa cho mình có nghĩa là khi mà trước khi đang khi mình chứng đạo là mình cũng bầm dập dữ lắm không, mà khi mình chứng rồi đó, do cái quả xấu nó trổ, người ta gặp mặt mình tự nhiên người ta muốn kiếm chuyện này, người ta muốn cà khịa, mà ta khịa nhằm ngay ông thánh nó phải phải khổ người ta không? Cho nên hôm nay mình thấy mấy cái người gian ác, cái người mình đã tu Phật mà gian ác, tôi nhìn cũng sợ. Trời ơi, cái này là đại họa đây nè. Là tại vì cái tên này là trước khi nó đắc đạo nó khổ thì đáng đời nó rồi. Mà lỡ nó đắc rồi đó thì cái quả xấu này nè, cái quả mình mà đâm chọt, đâm bị thóc, bị gạo đâm sau lưng chiến sĩ này nè. Đấy. À, cái quả này nè, sau này phải bị nó đắc A-la-hán xong bị đời nó đày đọa đó.
khổ người ta nữa. Như trong thời Đức Phật ấy, có một cái con nữ già xoa đó, cái chị định nó phong thần, thì tôi chỉ kể kể cho vị cũng tin tin mặt sáng. Mà cái con nữ già xoa, con nữ quỷ này là cách đây nhiều kiếp, nó là một cái cô gái rất là đẹp, của là kiểu mà khô gơ mà độ cao cấp ấy, gái gậu cũng đẹp lắm mà cũng giàu nữa chứ. Thì có mấy cậu công tử của mình đó là từ ngày cũng Tết nhất lễ hội mới thuê mấy anh em hùng tiền lại thuê bả đi chơi chung, ca hát rồi ăn uống vui chơi thôi mà cũng giàu lắm. Thì mấy đại gia mấy thiếu gia của tôi mới mướn cổ tới chỗ vắng vắng rồi ngồi đờn ca hát sướng ăn nhậu được vui vẻ. Tự nhiên cái mấy bố của tôi thấy cổ này sao đuổi gì quá, thì hột sòn vòng vàng quý. Tự nhiên mấy thiếu gia nổi hứng lên mới đi hè nha, bóp cổ của ông ta đã không, bóp cổ cũng mà đúng là cái xui. Mấy ông già chứ phải ông nghèo đâu mà chị không thấy, không chịu không nổi này. Còn với con người ta thì trước khi bà chết bà hận lắm, bà mới trong bụng mới đó, bà có cái lời, có cái kết oán là nếu còn có một kiếp sau thì từng đứa trong tụi bay trong gặp đâu tôi xử đó, bà khấn vậy đó. Nếu còn có một kiếp sau, nếu có tái sanh thì từng đứa trong đám này tôi gặp đâu tôi xử đó. Và đúng trong kinh đó trâu đó coi như là năm cái anh công tử đó với bà này là sáu, là con để dính gì dính sam vậy đó. Bởi vì chúng ta có hai cách dính nhau nha, nhớ nha, ghét nhau cũng là một cái duyên để bám nhau, mà yêu nhau thương nhau quý nhau mến nhau cũng là một cái duyên để mà dính nhau. Đương nhiên là quý vị phải đủ tiền thì mình mới 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 đu theo người ta được, không chứ người ta quá trời phước mà mình phước ít thì mình đu theo một là hơi khó, thứ hai nó đu theo trong một cái vị thế hơi kém kém cỏi. Ví dụ như người ta làm người cái mình làm rắn cắn chừ này vậy đó, làm chó táp chơi vậy đó, ví dụ vậy. Còn nếu mà cái phước hơi khá khá thì người ta làm người mình làm người, không để mình báo cho hết cái hận cũ. Không, thì trời ơi năm bộ công tử này quý vị biết là ai, toàn là mấy vị đại đệ tử không mà đệ tử lớn Đức Phật ấy, tu hành nó nói bát ngàn bao la, tu hành dữ dằn lắm mà, tại vì kiếp rồi kiếp trời ơi. Không, rồi. Thế là gọi là sau nhiều kiếp là báo thù rửa hận, kiếp cuối cùng mà khi Đức Phật mình ra đời đó, thì cái người cô gái này cái cô gái gọi đó bây giờ cũng sanh ra có làm một con nữ quỷ, cô tìm lại cái cừu nhân quá khứ, cừu nhân là kẻ thù cũ, cũ xử từng người một từng người một. Và những người cũ xử là ai ta, lúc này toàn là tam quả với tứ quả, không tam với tứ chứ còn dưới là ba không có rỡ nha, tam với tứ mới đụng tới cho nên mới đã. Thật ra nó cũng tội nghiệp mà đâu có biết đâu, nhưng mà nó duyên, nó khiến lúc mới gặp mấy vị này để mà mới giết toàn là lúc đó là tam với tứ, không tam với tứ quả. Thì coi như bả bây giờ là coi như bả đi tàu suốt rồi, bả cái chuyện mà bả lên là chắc thăm thẳm à. Nhưng mà mình thấy nó nói chứ cũng có cái tội, nó có cái gì nó bất nhẫn. Ngày xưa gian ác để rồi bây giờ chứng thánh rồi, người ta thì mình phải trả trả nghiệp chứ đúng không, mà khi mình trả vậy làm khổ người khác thì coi bớt bớt gian ác mà à. Nhưng mà nó cái này mới là tội này mới nặng này. Đối với những đối tượng mà người ta không có ý, ác ý gì với mình mà mình đụng tới họ tội nó nặng lắm. Thì hai đứa nó đang đấu nhau thì mà đang đấu nhau mà mình ra tay là đã là gieo gạt nghiệp. Nói gì người ta đã tránh qua một bên mà mình không ngừng. À, ví dụ như trong tôi không có nói rõ cụ thể mà tôi chỉ biết hiện giờ trong Phật giáo Việt Nam nó có những cái nhân vật rất là đặc biệt cũng mang tiếng là tinh thông Phật pháp tu lâu, nhưng mà cứ là cứ chọt cái tên nào mà ngóc lên là chọt, ngóc lên là chọt. Cái đó không có nên, cái đó là phải nghĩ đến đại cuộc nha, phải nghĩ đến đại cuộc, phải nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến chúng sanh, nghĩ đến chuyện mai này mình còn cơ hội, có cơ hội quay lại đi gặp Phật pháp. Còn hôm nay cái ai mà làm được vị giả đạo là mình tập cho nó bị banh chành ngóc đầu không lên để cho Phật pháp nó suy tàn mà mình không biết, mình cứ vì cái bất mãn riêng tư chứ không có thù, tôi đâu có chọc ghẹo mình đâu, nhưng mà vì cái bất mãn, vì cái ganh ghét tị hiềm riêng tư nào đó mà cứ tên nào đó ló lên là đập, ló là đập. Mà thật ra mình cái mình đập đây không phải là đập cái cá nhân nó đâu, mà mình đập cái đạo đó. Giống như nó đang đứng trên thuyền với mình mà mình cứ chọt chọt rồi cuối cùng thuyền chìm chết chung mà mình không biết, đang ngồi trong máy bay mà cái móc súng nó bắn tùm lum, có gì có ngại không, cái tôi ngại không, bắn xuống đất bắn không,
chiến tranh máy bay mà ông Kiên mà móc súng mà bóp cò tùm lum thì tôi cũng ớn quá đi, phải không? Rồi mình chung xuồng mà thì phải nhớ tu gì tu thì phải nghĩ đến đại cuộc, đời hay đạo gì phải nghĩ đến đại cuộc đại thể, chứ còn mà đem cái lòng mà con tép ruộng ra ra để mà giải quyết đề thì mà nhất là cái người đó ta không có chọc ghẹo gì mình, không thì tội nó nặng ghê lắm. À, trong kinh nó tại sao mà đụng tới hiền thánh, đụng tới cha mẹ mà tội nặng, là bởi vì họ không có thù hằn ác tâm với mình. Kể cả một người không phải là hiền thánh, không phải là cha mẹ của mình, nhưng mà chỉ cần họ không có ác tâm với mình, mà nhất là cái lòng người ta đang nghĩ đến đại cục, mà mình tấn công họ lúc bây giờ không phải là mình tấn công cá nhân, mà mình tấn công vào cái đại cục, tấn công vào cái nhất thuyền mà mình đang có mặt. À, nhiều khi đêm nằm có mấy biết gác chân ráng suy nghĩ, ở gác tay suy nghĩ. Ok, thì cái bài kinh này đó là tôi nói rồi, Đức Phật biết trước là giảng bài kinh này nè, mấy vị này chưa có đắc, nhưng mà làm gọi là bào mòn cái lòng kiêu mạn và làm mềm đi cái lòng tự tôn tự đại các vị này. Mãi về sau đó không có lâu thì trong một cuộc gặp gỡ ở một nơi khác, không phải là trong khu rừng Suphaga này, mà không phải khu rừng này, khu rừng rất là đẹp, tên là Suphaga, gọi là khu rừng đẹp lắm. Chú giải nói là Đức Phật ngài biết là bài kinh này chỉ giúp cho các vị mòn chút, rồi để chi ra mòn cái là để các vị này chịu khó đi nghe pháp, đừng có cái lòng nghĩ rằng ta biết hết, không phải, biết tút tùn tùn là không cần đi nghe nữa. Thì sau khi nghe bài kinh này các vị đã bắt đầu chịu đi nghe nghe Phật, nghe các vị đại đệ tử, rồi cái duyên lành nó dẫn từ cái chuyện biết lắng nghe đó, nó dẫn đến cái chuyện một ngày kia Đức Phật ngài đi về một cái nơi khác là thành Vesali. Đấy, ở đó nó có một cái ngôi đền, cái là đền Gotamaka. Ngay tại ngôi đền đó Đức Phật đã gặp lại 500 vị tỳ kheo trong bài kinh này, 500 vị tỳ kheo kiêu mạng ấy. Thì ngày lần này là ngày không có nói nhiều nữa, ngày chỉ nói có mấy câu thôi: Đức Như Lai thuyết pháp từ cái sự chứng ngộ thể nghiệm thực chứng của ngài, ngài thuyết pháp không bằng cái sự tưởng tượng. Đức Như Lai tùy duyên sự mà thuyết pháp, không phải tùy hứng mà thuyết pháp. Đức Như Lai thuyết pháp bằng sự chứng ngộ, không phải bằng sự tưởng tượng như là phàm phu. À, khi mà ngài xác định như vậy thì trong kinh nói 1.000 vũ trụ đều rung lắc, bởi vì ngài đang chạm đến một sự thật của chư Phật. Đó là những gì chư Phật nói ra đều bằng cái kinh nghiệm thực chứng, bằng sự thân chứng thể nghiệm, bằng sự chứng ngộ như chân như thật, chứ không phải bằng sự liên tưởng, bằng cái tưởng tri, bằng cái sự ngộ nhận của phàm phu. Thì 500 vị này sau khi nghe như vậy xong, cộng với kiến thức giáo lý trước đây, lập tức chứng gọi là La Hán lục thông và bố trí vô ngại đó. Và cái câu chuyện này về sau khi mà chư tăng tỳ kheo mà bàn lại đó, đặc biệt quá, 500 con người đó nhiều cái lạ quá. Thứ nhất, có bao nhiêu mà kiêu ngạo trước vị chánh đẳng giác, đó là cái chuyện lạ thứ nhất. Cái lạ thứ hai nó là Đức Thế Tôn chỉ bằng có một ít lời mà có thể giúp cho họ chứng thánh. Thì Đức Thế Tôn ngày ngày giải rằng không phải chỉ có nay ta đã giúp họ, một kiếp xưa ta đã giúp họ rồi. Thì ngài mới kể cái chuyện, ngài mới kể cái chuyện xưa là trong quá khứ ngài cũng từng là ông thầy, thì cũng từng có mấy ông tâm ông đệ tử cũng kiêu ngạo, và ngài cũng đã giúp cho họ tháo gỡ cái lòng kiêu ngạo đó bằng một cái bài học khó. Bây giờ họ nghĩ là cái gì họ cũng biết, nhưng mà không ngờ khi mà ngài nói cho họ nghe một cái chuyện mà họ chưa từng biết hoặc chưa từng nghĩ tới, thì họ mới thấy rằng họ chưa tới đâu hết, chưa được trứng không thể nào khôn hơn vịt. Chẳng hạn như mình thấy mấy vị này phạm những cái lỗi phải nói rất là trẻ con, vô cùng trẻ con, là người ta là chánh đẳng giác, người ta là pháp vương, mà người mình những gì mình nghe là chỉ là một mảnh vụn của khu rừng thôi, mà nghĩ sao mà lại nghĩ là Đức Phật hết nghề này, có nhiều đó. Đức Phật xác định rằng tất cả những gì mà các ngươi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và tư duy, cái tư duy đó nha, cái tư duy toàn bộ vũ trụ này đó, những cái biết của các ngươi đây chỉ là tưởng tri, đó là ngộ nhận thấu. Mình ngộ nhận về giới lực, về thiền định, về trí tuệ, về kiến thức, về thành tựu, về sở chứng, về sở đắc của mình đi, là trẻ con.
Bởi vì một người mà họ đến đây chứng đắc tên là tôi chốn, họ thấy cái mà họ có chỉ mù sương. Khi nào mà anh thấy cái anh có nó là ghê gớm thì anh chưa có là gì ghê gớm. Trên đời này chỉ có một hạng người duy nhất đáng để tự đắc, tự hào, tự tôn, tự mãn, đó là cái người không có mấy cái tự này. Nghe kỳ không? Trên đời này chỉ có một người duy nhất có tư cách để tự đắc, tự tôn, tự mãn, tự kiêu, tự đại, đó là ai? Đó là cái người không có mấy cái tự này. Mà khi mà họ không có mấy cái tự này thì họ mới là cái người xứng đáng để mà tha hồ thấy mình hay. Nhưng mà nó khổ nổi khi mà họ đạt đến cái mức độ mà không thấy mình hay nữa thì họ còn cái gì đó để mình kiêu ngạo. Đấy, thì mình cũng vậy. Khi nào mình thấy mình là cái gì đó, có nghĩa là mình chưa là cái gì. Nhớ nhà tới chết mới nhớ câu này. Khi ta thấy mình là cái gì đó thì ta chưa là cái gì đó trong cuộc đời này. Thì trong cái quyển sách mà chúng ta sắp in, chúng tôi sắp in để đem lại cho bà con cho quý, thì nó gồm mấy câu giống giống vậy nè. Mấy câu mà khi ta thấy ta là cái gì đó thì ta chưa là cái gì trong cuộc đời này. Thì tổng cộng là mình có cái quyển gọi là mấy trăm câu á, gần 400 câu. Và tôi cho rằng tôi không nghiên thì chỉ tại nó sách vô toilet đọc được mà. Nhưng mà quyển sách mà con nên lặng nên người cũng vui à, lót rồi thì không nên, vì trong đầu có mấy cái chữ nó hay kinh kinh chút. Thì đọc cho vui. Và đây là quyển sách đầu tiên mà tôi in, mà cũng là quyển sách đầu, quyển kinh đầu tiên mà tôi thấy là được in theo cái kiểu sách tranh ấy, tranh thủy mặc ấy, thủy mặc tranh thủy mặc tranh màu màu nước ấy. Màu nước rất là dễ thương à, tức là mỗi một cái một trang vậy nó chỉ mình in lên khổ lớn, mình khổ lớn thì nó là à. Thì bà con thích thì bà con kiếm để đọc cho vui. Và xin nói thêm là nhiều người ta chửi tôi biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ nó chạy nè. Quyển này cái vốn nó mắc, vốn nó đắt tiền rồi nha, tại vì nó in màu mà khổ lớn mà in màu, cho nên chúng tôi không có được cái gì bỏ túi cắt nào từ cái bộ sách này hết, chỉ lấy lại cái vốn thôi. Chứ quyển khác có lời, có lời lời để mà lấy tiền gối đầu quyển khác, nhưng cái bộ này mà lấy lời là bà con chỉ nước nhảy lầu thôi. Cho nên là bộ này bán giá gốc luôn, để cho cái người nghèo nhất có thể mua 5 cuốn về nhóm lửa được. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn nhau từ sau.